và tất cả các anh chị em trên diễn đàn của anh Bằng Nguyễn. Thì cái chuyện giữa việc bán nước cho Trung Cộng hay không thì tất cả những cái con người, nhất là người dân Việt Nam chúng ta, thì hoàn toàn là không bao giờ nghĩ đến và không bao giờ lo, nhắc đến làm gì nữa, bởi vì là chúng ta không bao giờ, vì Trung Quốc trước sau vẫn là kẻ thù số 2 và chính thức nước Mỹ là kẻ thù số 1 chuyên gia chống phá. Đấy là nó là cái sự thật trong tất cả người dân Việt Nam. Tất cả anh chị em này trên cộng đồng mạng đều hiểu và đều biết rõ. Còn cũng nhắc luôn và cũng cảnh tỉnh với cả những anh chị em nào mà còn có cái ý định mà đi theo cái đường lối của ông, trước tiên thì em tôn trọng ông gọi là Đào Minh Quân, và em cũng nhắc luôn là chỉ một câu là em gọi là Đào Minh Quân, còn từ giờ em gọi là Đào Thục Quần. Các anh chị em rất là thông cảm, bởi vì lý do tại sao gọi là Đào Thục Quần, vì là chính anh này đã gieo rắc cho những con người mà đi nghe theo ông ấy phải vào con đường lao lý. Bây giờ vợ con ở nhà đấy, mẹ của cái thằng, những thằng đấy ai nuôi? Anh phạm tội thì bất cứ một quốc gia nào người ta cũng xử tội. Nước Mỹ có luật pháp nước Mỹ, mà Việt Nam có luật pháp của Việt Nam. Cũng nhắc và cảnh tỉnh cho các vị, một cái chức danh hão huyền tỉnh trưởng, bật cái quạt tỉnh trưởng chả thấy đâu, bây giờ thành tỉnh trưởng trong tù thôi. Cũng mong rằng là anh chị em trên cộng đồng mạng cũng chia sẻ để cho mọi người dân hiểu và cũng biết được rằng là đấy, làm cái chức tỉnh trưởng được vài đồng tiền đô la lẻ mà để một cái giá nó quá đắt như thế. Các vị hãy chịu khó đi làm, đi lao động đi, tự mình kiếm ra đồng tiền bằng mồ hôi công sức của mình, thì đồng tiền nó rất là chính nghĩa và được mọi người, được tất cả mọi người, cho dù nó là những cái việc nhỏ nhất, những việc lặng nhọc nhất, vất vả nhất trên công trường, trên trong nhà máy công xưởng, nhưng cũng là những cái đồng tiền chân chính, chứ làm những cái vài đồng tiền đồi bại như vậy để bây giờ vào con đường lao lý, kẻ thì 5, 7, 5, 10 năm tù, 5, 7, 5, 10 năm tù sau thì đến về nhà. Cái chính là em muốn nhắc cho tất cả các anh chị em nào còn có những cái ý định, thì thực ra đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, máu đỏ da vàng chúng ta lên thương yêu nhau, chứ không phải vì một cái lý do như vậy bây giờ chỉ vài đồng tiền lẻ mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ cái đất nước mình như vậy để đi nghe theo ông Đào Minh Quân. Đấy, cái gương Vương Văn Thả mà coi như trước mắt đấy mà còn chưa chừa, đến bây giờ lại tiếp tục. Mà em cũng rất là phấn khởi và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của các vị lãnh đạo, là bắt những tên trùm sò, những cái tên mà dâu riêng lẹp dẹp thì thả cho về. Thì bọn chúng vừa mới coi như huynh hoang tuyên bố là người Mỹ là coi như là không ai dám động, không đến. Dám động đến. Đây cũng là một cái cú tát vào mặt những cái kẻ mà còn cuồng Mỹ, còn cái cuồng như là cái chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Đấy là một cú tát rất mạnh và cũng là một cái bài học cảnh tỉnh cho những kẻ nào còn tiếp tay hoặc là những coi như là còn có cái ý định mà xâm hại đến cái đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thật mấy anh chứ, ai cũng phải lao động, ai cũng phải làm việc, nhưng cái làm việc nào để cho nó có chính nghĩa, cho người dân được hưởng cái sự an bình, thì các vị coi như bên kia không làm, các vị coi như là suốt ngày bây giờ chỉ về để chống phá. Một cái ông Đào Minh Quân, chứ đến 1.000 cái ông Đào Minh Quân, thực chất ông có dám vác mặt về đây không? Em nói anh chứ, ông ấy về đến Việt Nam ấy, thì chưa cần đến chính phủ, nhân dân đã, người dân Việt Nam đã xử cho ông mỗi người một cái véo, đã ông đã đủ, không còn cái sức nào nữa. Chứ chưa nói đến chính phủ và nhà nước. Cho nên là nhắc lại với ông Đào Minh Quân là hãy nghe nó bằng thực tế, bản thân ông đã làm gì được cho những người sát cạnh ông chưa? Vài đồng tiền đô la lẻ của ông mà cuối cùng ông kêu gào bên ấy để ông lấy tiền, cuối cùng ông để cho các vị vào một cái con đường lao lý. Vâng, qua đây ấy, vâng, xin lỗi Hạt Hồi này, thì cái tổ chức của Đào Minh Quân và con Lý Sa Phạm ấy, thực tế nó lên trên mạng xã hội như thế, nhưng mà trong thực tế nó cũng gây ra biết bao nhiêu những cái vụ, một số cái vụ đánh bom
ở Việt Nam. Vâng, đúng Và rồi sắp anh. tới nữa, đấy, trước kia thì đã xử cái vụ cũng có 14 tên đặt bom ở bom xăng ở sân bay Tân Nhất và coi như là phá hủy cái kho xe tăng vật ở ở Biên Hòa, đúng không? Sắp tới vừa rồi nhá, đã xử cái vụ mà hai thằng Việt kiều Mỹ và 10 thằng quốc nội này. Còn thằng Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đúng không? Bộ trưởng Bộ Nội vụ của tổ chức Đào Minh Quân. Và sau đó vâng, Đào Tụt Quần, và sau đó cái vụ mà ném bom quả ở phường 12 quận Tân Bình lại tiếp tục nữa, đúng không? Thì nó cũng đều là do cái con Lý Sa Phạm và cái thằng Đào Tụt Quần gây ra. Cho nên là càng bản án sau mà cái tội chúng nó càng nặng. Ví dụ như cái vụ mà ném bom ở cái phường 12 quận Tân Bình, tôi nghĩ là cái vụ đấy xử thì nói chung là rất là nặng. Hoặc là cái thằng mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ về đây, ví dụ nó liên hệ với những thằng nào như thế nào, đúng không? Thì là không phải riêng cái thằng đấy vào một lại một nhóm nữa. Đấy. Cho nên là đây là những cú tát cho những kẻ gọi là còn ảo tưởng, tức là còn tin tưởng vào những cái gọi là nó không có thực. Cái bài học của ông Vương Văn Thả nó trình hình như đấy. Mà thực tế tôi nói với anh nhé, ở Việt Nam mình nói thực tế ra cũng còn rất nhiều những cái thằng gọi là ảo tưởng chính trị. Học hành thì không đến đâu, coi như là chỉ muốn làm quan làm tướng ấy. Cái đời này muốn làm quan làm tướng mình phải có trí thức, mình phải có cái ấy chính trị nọ kia, chứ có phải như ngày xưa đâu, đúng không? Cho nên là những cái trò ảo tưởng nhiều khi mình thực tế ra cái dân mình thì mình dân thương, nhưng mà nói chung cũng phải có một cái bài học răn đe cho những cái kẻ mà coi như còn ảo tưởng ảo vọng. Vâng. Thế em cũng nhắc lại, là mong sao tất cả những anh nào mà còn có ý định và có một cái sự nào đó mơ tưởng hão huyền ấy, thì lên rút lại. Bởi vì là nhà tù thì họ không đợi bất cứ một ai. Khi mà đã vướng vào vòng lao lý thì đây cũng là một cái cú tát để cho những tên chủ yếu là những người ở trong nước ấy còn nhẹ dạ, và những cái tên như là tên Đào Tụt Quần ấy, mơ tưởng để coi như về lấy lại đất tổ không làm khổ dân, nghe thì cũng gớm lắm, nhưng thực tế các vị đấy về để đánh bom, để khủng bố ở sân bay, này phá hoại tài sản như vậy thì có chính nghĩa không? Thì mong tất cả mọi người phải để ý cái việc đấy. Em chỉ có vài lời nói qua, cũng mong tất cả anh chị em ta mỗi người vâng, có một bây giờ này nhân nhân tiện có Hàn Hồi ở đây thì vừa rồi á, tức là các bạn nếu mà quan tâm đến một số cái trang mạng xã hội, thì ví dụ như mình không nói cái thằng Bên Anh Sương hoặc thằng Tân Thái, đúng không, thì chúng nó chả là cái gì cả, nhưng trên diễn đàn của chúng nó có rất nhiều những kẻ coi như mình gọi là nó cuồng, quá cuồng mà quá si, mà nó gọi là ảo vọng chính trị ấy. Đấy, thành cùng là chúng nó có những thằng nó lên là rất quá, tôi phải tham gia, tôi chế tạo bom xăng, rồi tôi dùng ô tô tôi chặn, rồi là tức là cái máu thì rất là kiểu là khát máu đấy. Cho nên là cái thực tế ra là một số anh chị em thì bảo là cái mùng 2 tháng 9, cái dịp mùng 2 tháng 9 này, tức mùng 2 tháng 9 và ngày mùng 4 tháng 9 là không có gì xảy ra. Nhưng theo tôi nghĩ nghĩ như thế này này, cái chuyện đấy mình vẫn là cảnh giác. Mình xem ở trên diễn đàn, những cái thằng ở trên bên kia nói gì, nhưng mà những thằng ở trong nước ấy, anh thấy không? Mình cứ thử vào một cái diễn đàn của thằng Tân Thái, hơn 1.000 người coi. Tất cả những cái thằng gọi là mình không biết là mình gọi chúng nó là phản động hay gọi là cái gì, nhưng mà khi mà chúng nó lên trên mạng, chúng nó rất khát máu anh ạ. Đấy, thì theo tôi nghĩ là cho nên là mình cũng không thể lơ là cảnh giác được. Đấy, cho nên một số các chị bảo là mùng 29 đến 49 chắc là yên ổn thôi, nó không có gì đâu, chúng nó chỉ nói xét nó lát thôi, nhưng mà nói chung là phải cảnh giác. Đấy. Tất cả toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cái sự giác của người dân Việt Nam chúng ta trải qua chiến tranh rất nhiều rồi anh ạ. Mấy cả tất cả các anh chị em đều biết là chúng ta trải qua chiến tranh rất nhiều rồi, quá vất vả về cái chuyện đấy rồi, thì mong sao là cùng với cả anh chị em chúng ta cùng chung tiếng nói để mà phản biện lại tất cả những cái gì mà các vị mà còn cố tình ảo tưởng. Thì thật ra mà nói thì đến bây giờ thì nó làm những cái bài học nó chứng minh hẳn hoi rồi, đúng không? Chứ cũng không phải là một chuyện nọ chuyện kia nữa. Thế coi như là tất cả các vị, còn vị nào mà vị coi như là không 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 ấy nữa, không bị coi như là vào vòng lao lý nữa,
cái chính là những cái việc đấy đó. Bây giờ tôi nói với tất cả các anh chị này, cái ngày mùng 10, 11 hoặc là 16, 17 đấy, những cái ngày đấy ở ngoài Bắc thì không có vấn đề gì, nhưng ở trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tỉnh Bình Thuận thì có những cái vụ biểu tình xảy ra, nó cũng xuất phát từ trên cái đâu, xuất phát từ trên những cái trang mạng này, đúng không? Bây giờ hiện nay cái trang mạng này nó lan truyền rất là nhanh, mà có những cái bọn dâm chủ quậy ấy, thì hiện nay cũng có một số rất nhiều kẻ, tôi nói với anh chị cũng không phải ít đâu, rất nhiều kẻ gọi là chúng nó rất là ngu si đần độn, mình vào trong những cái kênh đấy mình nghe, hoặc là những kênh dân chủ của chúng nó mình nghe, thực tế là nhiều khi cái máu của mình nó sôi lên. Cho nên bây giờ tôi nói với tất cả các anh các chị và các bạn, hiện nay chỉ có Việt Nam mới có cái phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, trật tự và an toàn xã hội, đúng không? Cho nên là anh em mình nói chung là vì cái sự bình yên của, vâng, vì sự bình yên của Tổ quốc, cho nên là mình cũng phải cảnh giác. Và những cái ngày đó thì nói chung là thực tế là cơ quan an ninh người ta cũng nắm được rồi, nhưng mà nói chung là mình ví dụ mình vớ được cái thằng nào mà chúng nó có ý định đi biểu tình, mà chúng nó mang bom xăng hoặc bạo lực tất cả thứ, thì mình có khả năng là cứ túm lại đệm cho chúng một trận, đúng không? Sau đó giao công an. Đấy. Cái chuyện đấy là chắc chắn, nó là cái tất yếu, bởi vì chính các vị làm tổn hại đến nền kinh tế của người dân Việt Nam, thì bất cứ một công dân nào đấy là cái nghĩa vụ và trách nhiệm. Chứ em chưa nói là cái chuyện là về pháp luật nữa, mà đấy là cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm của mỗi công dân. Một số anh các chị bảo thôi cái chuyện này là của nhà nước lo. Thực tế nếu mà nhà nước lo thì bây giờ cũng chẳng anh em mình lên trên đây làm cái gì, đúng không? Nhiều khi là cái mà khi đất nước có một cái vấn đề gì đấy thì nói chung là cái lòng yêu nước hoặc cái lòng yêu cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo của anh em mình thì nó mới nổi lên, chứ bình thường cái xã hội nó vẫn bình yên thôi. Cho nên là nói chung là mà mong bà con ví dụ cái dịp mùng 29 này thì mình cũng không thể nào lơ là được đâu. Tôi nghĩ là có khả năng nó sẽ có một cái vấn đề gì đó xảy ra đấy. Nói chung là tốt nhất là chúng ta hãy cảnh giác với những cái thế lực thù địch ở bên ngoài và những cái kẻ mà trong nước còn ảo tưởng. Đấy là em cũng mong muốn là như vậy. Thì em cũng có vài lời lên góp cùng với cả anh, cùng với cả tất cả mọi người trên cộng đồng mạng. Thì thực ra trong thâm tâm em có thế nào em nói thế, chứ cũng không có một cái ý tưởng gì bảo là thêm hoặc bớt hoặc lọ kia. Đấy, trong cái ước mơ của em cũng chỉ rất là đơn giản thôi, bình yên để chúng ta làm ăn. Đúng. Đấy. Đúng. Thì em rồi, chào xin, anh và xin cảm ơn Hằng rồi. Rồi ok, rồi xin cảm. Hoặc một số kênh của thằng Hoàng Tuấn Bạch thì nói chung là cũng không chịu nổi. Thì tôi cũng mong làm sao để cho có như cái luật an ninh mạng nó ví dụ mùng 1 tháng 1 năm 2019 và nhanh thực hiện. Không được ạ. Anh ok lại đi. Đông người quá. Bùi Khánh Ngọc xin mời lại. Đang thêm Bùi Khánh Ngọc ạ.